Xin chào các bạn, đây là một cái lô máy ảnh mới về. Các bạn có thể nhìn thấy đây là mấy cái thùng ở đây. Và đây là một cái thùng to nữa này. Đây nữa này, một cái thùng to này. Tất cả những cái chiếc máy ảnh này thì đều nhập trực tiếp từ bên Nhật. Ngoại hình của nó thì có những cái chiếc ngoại hình rất là đẹp. Và có một số những cái chiếc ngoại hình cũng rơi ở tầm khoảng 90-95%. Và tất cả những cái chiếc máy này thì mình cũng chỉ mới mở ra và test sơ qua theo kiểu là bật máy lên bấm chụp, cũng chưa qua vệ sinh cũng như là chưa qua kiểm tra chi tiết ở bên menu và cũng chưa chạy lại tiếng ở một số những chiếc máy Sony. Do vậy mà trong video này thì chủ yếu để giới thiệu cho các bạn một số những chiếc máy mới về trong ngày hôm nay thôi. Hôm nay thì có hai chiếc Sony Alpha A6400 mới về, một chiếc màu đen và một chiếc màu bạc. Và hai cái chiếc máy ảnh này ngoại hình vẫn là 99% nhé. Sony Alpha A6400 với một cái ngoại hình keng như thế này, nó sẽ có mức giá rơi vào tầm khoảng độ trên dưới 16 triệu một xíu các bạn ạ. Đi kèm với ống kính là 16-50 nhé. Những cái chiếc máy ảnh này thì đúng là hàng gọi là xuất sắc luôn ấy. Đối với những cái chiếc A6400 thì nó quay được 4K rồi thì màn hình lật 180 độ này, bắt nét siêu nhanh này. Cũng như là bọn này có thể là làm những cái thước phim khá là chuyên nghiệp rồi. Chúng ta có thể tham khảo cái con Sony Alpha A6100 hôm nay mình có một cái chiếc màu trắng cực kỳ là đẹp. Đánh giá con này nó rơi vào tầm line new 99% và nó còn nguyên hộp nhé. Hộp của nó đâu nhỉ? Đây nhé các bạn nhé. Hộp của Sony Alpha A6100 đây ạ. A6100 thì với một cái ngoại hình như thế này và đi kèm với ống kính là 16-50 thì nó sẽ có mức giá là hơn 12 triệu. Cụ thể bao nhiêu các bạn cứ liên hệ theo số điện thoại ghi trên video. Phía Canon thì hôm nay về cũng khá là nhiều máy, ví dụ như một chiếc Canon M50. Đối với Canon M50 thì ở bên thị trường Nhật thì nó gọi là kit M chứ nó không phải là M50, nhưng về thông số kỹ thuật nó tương tự như Canon M50 ở Việt Nam hoặc là thị trường quốc tế. Do vậy chúng ta cũng có thể tham khảo con này. Với một cái ngoại hình keng như thế này thì con này nó sẽ có mức giá là trên 10 triệu rưỡi một chút các bạn ạ. Canon M50 thì có thể là quay được 4K 25 khung hình 1 giây và con này có cảm ứng màn hình lật xoay 180 độ về phía trước. Ngoài ra thì bên mình lại có thêm một cái chiếc Canon M6 nữa. Cái chiếc Canon M6 này hôm nọ có một bạn ấy mua rồi nhưng mà bạn ấy lại nâng đời lên một cái chiếc máy ảnh khác, do vậy là lại quay đầu về cho mình. Đối với cái chiếc Canon M6 này thì các bạn có thể nhìn thấy cái ngoại hình rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ngoại hình rất là keng luôn. Máy cực kỳ là đẹp đấy ạ. Còn nguyên tem của bên mình đây. Trong video mình cũng nói luôn là kể cả trong trường hợp mà các bạn trước đã mua máy của bên mình, các bạn cứ có thể là bạn nâng lên máy khác, các bạn quay lại máy thì bên mình vẫn hỗ trợ lấy về, thoải mái không có vấn đề gì các bạn nhé. Canon M thì bên mình lại có thêm những cái chiếc như là Canon M100 nữa này. Canon M100 mới về này. Cái chiếc này màu trắng, ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng độ 97-98%. Với một cái ngoại hình như thế này thì con Canon M100 này nó sẽ có mức giá rơi vào tầm là 7 triệu rưỡi các bạn nhé. 7 triệu rưỡi kèm cả ống kính là 15-45. Còn nếu chúng ta mà chưa có đủ tiền để chúng ta mua M100 thì chúng ta có thể tham khảo con Canon M10. Con Canon M10 này ngoại hình cũng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn các bạn nhìn này, ngoại hình này đẹp không? Máy vừa về này, chữ toàn tiếng Nhật này. Tất nhiên là sẽ chuyển được sang tiếng Anh cho các bạn dùng thoải mái. Nhưng ý mình đang nói ở đây để cho các bạn thấy là cái chiếc máy ảnh này không hề bị tối góc nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó vẫn còn nguyên này, màn rất là sáng và đẹp đúng không? Những cái máy bị tối góc thì giá nó thường sẽ rẻ hơn. Con Canon M10 này thì mình nói luôn là nó sẽ có mức giá là 6 triệu kèm cả ống kính. Quá nhiều người hỏi về Canon M10 thì buộc cái chiếc máy ảnh này nó bị khan hàng và mức giá của nó bị đẩy lên. Và đẩy lên là do là mình nhập vào nó cũng bị cao chứ không phải là mình nhập được tầm khoảng 3-4 triệu mà bán cho các bạn là 6-7 triệu đâu. Không có đâu các bạn ạ. Không bao giờ có cái chuyện là lời cao được như vậy. Để chia sẻ cho các bạn là như vậy. Đấy là một số những cái chiếc máy ảnh của Canon nhé. Canon dòng M series. Ngoài ra thì bên mình có một số những cái chiếc máy ảnh của Sony các bạn có thể bắt gặp thấy khá là quen thuộc. Ví dụ như những cái dòng như là Nik 5 này. Nik 5 mà hôm nay về được hai con này, một cái con ngoại hình màu đồng này. Con này thì ngoại hình nó rơi tầm 95%, các bạn có thể nhìn thấy có một số những vết xước sát. Thì với một cái ngoại hình như thế này thì con này nó sẽ có mức giá rơi tầm 3 triệu 6 này. Cá biệt có một cái chiếc ngoại hình gọi là hàng 99,9% full box ấy. Cái con mà như mới như thế này thì cái ngoại hình của nó như thế này thì nó sẽ nhỉnh hơn so với cái con này. Nó rơi vào tầm khoảng 200-300 nghìn. Các bạn nào mua về để tặng này, hay là các bạn nào mua về để gọi là hàng trưng bày sưu tầm, hoặc là bản thân các bạn thích là ngoại hình nó phải đẹp thì chúng ta có thể là cân nhắc con này. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn ạ. Với một cái ngoại hình như thế này nó rơi vào tầm khoảng 3,8-3,9 triệu thì mình nghĩ là các bạn có thể mua được. Chỉ cần chênh nhau 200-300 nghìn là chúng ta có thể là mua một con ngoại hình đẹp hoặc keng hơn, đúng không ạ? Ở đây có một cái chiếc Sony Alpha Nik F3 này. Con này ngoại hình cũng rất là đẹp. Con này thì có một bạn đặt cọc rồi, nhưng mà tuy nhiên thì không biết bạn ấy có thích cái màu đen hay không, hay là các bạn thích màu trắng mình cũng chưa hỏi. Nhưng mà hôm nay mình cũng có một bạn nữa đặt cọc màu đen. Thì các bạn cứ yên tâm, bên mình đang về được hai chiếc màu đen F3 thực sự là đẹp, không có thiếu máy để cho các bạn sử dụng đâu. Ở đây cũng có một chiếc F3 nữa này, mình còn chưa cả mở ra. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái hộp F3 còn nguyên đây. Nik 5T ở trong đây cũng có một hộp này. A6400
A5100 hôm nay cũng về được một hộp này. Các bạn nhìn thấy không? Một hộp A5100 này. Next 5N ở đây cũng có một máy là mình chưa mở ra này. Một chiếc Next 5N nữa ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Next 5N hôm nay về được con hàng keng không? Với một cái ngoại hình hàng keng như thế này mà đi kèm với ống kính 16-50 hoặc là 18-55 thì con Next 5N này nó sẽ có mức giá rơi vào tầm 4,3 triệu các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là nó đắt đúng không? Nhưng mà nó không hề đắt một chút nào đâu. Với một cái ngoại hình gọi là 99% như thế này thì không hề đắt. Nó kênh hơn so với những cái máy tầm khoảng 97-98%, khoảng độ 100-200 nghìn là chuyện hết sức bình thường các bạn ạ. Thậm chí là chênh nhau tầm khoảng độ 300 nghìn đi chăng nữa thì mình nghĩ là vẫn là đáng để bỏ ra thôi các bạn ạ. Next 3N hôm nay cũng về được một chiếc màu trắng này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này. Chiếc A5100 màu cà phê này của một bạn. Bạn ấy trước bạn ấy mua ở bên mình và bạn ấy chuyển sang cái con Sony Alpha A6400. Và cuối cùng là một số những cái ống kính này. Các bạn có thể nhìn thấy những cái ống kính như là 55-210 mình hôm nay về được hai chiếc ống kính màu đen tháo máy của những cái bọn như A6400 này. Do vậy mà các bạn nào mà cần ngoại hình keng màu đen thì chúng ta có thể tham khảo với con 55-210 này nhé. Với một cái ngoại hình như thế này, ống kính không hề có bụi mốc gì cả ấy, thì nó sẽ có mức giá nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 3 triệu một xíu thôi. Cụ thể như cái con này ngoại hình màu đen thì nó rơi vào tầm 3,2 triệu. Còn nếu anh em nào thích ngoại hình màu bạc hoặc là các bạn không quan trọng về màu sắc của ống kính ấy, thì chúng ta có thể tham khảo cái con 55-210 ngoại hình keng như thế này với một mức giá cũng rơi vào tầm 3 triệu. Nó sẽ rẻ hơn so với màu đen là rơi vào tầm 200. Và cái con này cũng là tháo máy của con A6400 nhé. Có nghĩa là cái combo bộ A6400 màu bạc này. Các bạn nhìn thấy không? Cái hộp của nó này, nó hiển thị một cái ống kính kit này, một cái ống kính tele. Thì những cái con hàng keng ấy, đa phần là được tháo từ những cái con A6400 hoặc là những cái con máy A6100 hoặc là những cái con máy ảnh đếp cao ấy, thì ngoại hình nó đẹp. Trong đây có một số những cái ống kính của Canon M cũng mới về này. Đây là những cái ống kính như là kiểu là 22mm f2. Đây là một cái ống kính mà mình nghĩ là các bạn có thể là tham khảo để thay thế cho cái ống kính 15-45 đi theo máy. Tại vì cái ống kính 22mm f2 này nó có một cái tiêu cự rất là phù hợp trong trường hợp các bạn làm vlog hoặc là chúng ta quay ở trong nhà. Đặc biệt là cái ống kính này lại có một cái ngoại hình rất là nhỏ. Các bạn có thể nhìn thấy này, nó ngắn hơn rất là nhiều so với ống kính kit 15-45. Vì vậy mà chúng ta nhét túi hoặc là cho vào túi sách của các bạn nữ rất là ok luôn. Ống kính này thì riêng bản thân cái ống kính đấy nó đã có mức giá nó rơi vào tầm hơn 3 triệu rồi. Cụ thể những cái chiếc mà mình đang cầm trên tay này với một ngoại hình đẹp như này nó rơi vào tầm 3,2 triệu các bạn nhé. Thực sự là giá khá là mềm đối với cái chất lượng của nó mang lại các bạn nhé. Trên đây là tất cả những chiếc máy ảnh và ống kính mới về trong ngày hôm nay của bên mình. Cảm ơn tất cả các bạn từ trước đến nay đã ủng hộ tất cả các sản phẩm như máy ảnh cũ hay là ống kính cũ hoặc là tất cả những cái phụ kiện bên mình. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy cũ khác nhé.